Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một video về cách làm món sườn sụn nướng nhé. Rất chi là ngon luôn. Các bạn cần chuẩn bị cho mình sườn sụn ạ. 500g sườn sụn các bạn nhé. Dạ, cái sườn sụn là chúng ta mua cái phần sườn sụn như thế này nhé, không có xương nhé thì nó sẽ ngon. Các bạn chuẩn bị cho mình vài củ tỏi này. Vài củ hành thơm, một củ tỏi, ít ớt và một ít nước me nhé, để chúng ta làm nước sốt me và đường để làm nước sốt thì chúng mình sẽ nói sau. Và trước tiên thì các bạn sẽ đi sườn sụn này thì các bạn chọn sụn tươi ngon như thế này nhé, nhưng nó vẫn còn tươi này thì chúng ta làm nó sẽ ngon nhé. Các bạn rửa sạch đi cho mình để ráo nước, sau đó thì mình sẽ thái cái phần sụn này lên để mình ướp gia vị nhé. Trước tiên thì các bạn sẽ băm cho mình phần tỏi và hành thơm này nhé. Ớt các bạn cũng thái ra cho mình một ít để mình làm cái phần khi chúng ta làm nước chấm nhé, làm nước sốt để chúng ta chấm sườn. Các bạn nào ăn được cay nhiều thì chúng ta sẽ cho nhiều ớt nhé. Cái phần sườn sụn mình đã rửa sạch ráo nước rồi nhé, bây giờ mình sẽ thái ra các bạn ạ. Mình nướng cho nên là mình sẽ không nướng vào tảng như thế này mà mình sẽ nướng trên cái chảo nướng điện này các bạn ạ, nên là mình sẽ thái mỏng ra nhé. Mỏng ra thì nó sẽ dễ ăn hơn. Cái sụn này chúng ta phải thái mỏng ra các bạn nhé, chúng ta đừng thái dày quá và khi ăn thì nó sẽ cứng ạ. Sau khi mình thái xong cái phần sườn sụn này nhé thì các bạn sẽ ướp cho mình bột canh ạ. Thìa nhé, bột canh và tiêu, các bạn cũng cho mình một thìa tiêu, ngũ vị hương nữa nhé. Thìa ngũ vị hương. Các bạn cho mình vào đây nhé, dầu hào nhé. Để dầu hào. Và mình cho một ít nam dầu điều các bạn ạ. Dầu điều, các bạn cho mình một ít dầu điều.
hoặc các bạn có thể có cho dầu gấc, hoặc là và làm mà ăn cay lần nữa thì chúng ta có thể cho sa tế nhé. Các bạn cho mình một thìa mật ong nhé. Đấy, như vậy là các bạn cho mình bột canh này, một thìa tiêu, một thìa dầu điều, một thìa dầu hào, một thìa mật ong và một thìa ngũ vị hương nhé. Chúng ta sẽ ướp cái phần sườn sụn này 30 phút, sau đó thì mình sẽ cho lên chảo để mình nướng nhé. Trong lúc chờ đợi thì để thịt để ướp được ấy, thì mình sẽ đi làm cái phần nước chấm nhé. Trước mình sẽ cho chảo lên bếp để mình làm phần nước chấm trước ạ. Các bạn là cho mình chảo dầu lên bếp nhé, 2 thìa dầu lên, và mình sẽ cho vào đây phần tỏi và hành thơm, tí thơm lên nhé. Khi tỏi và hành chúng ta phi thật thơm lên, và các bạn cho mình ít ớt vào nhé, cho nó có độ cay của ớt ạ, để cái phần nước chấm này của chúng ta nó chua chua ngọt ngọt nhé, rất chi là dễ ăn, nhất là các bạn trẻ rất thích ăn cái nước này. Và mình sẽ cho vào đây cái nước sốt me nhé, nước me. Rồi mình cho vào đây 1 thìa đường nữa các bạn ạ, để cho cái phần nước me này nó chua chua ngọt ngọt. Đấy, bây giờ mình sẽ đun lên cho nó đều hòa quyện vào nhau nhé. Để chúng ta có phần nước để chấm ạ. Các bạn khi nước nó đã sánh như này là được rồi nhé, mình sẽ cho ra bát ạ. Sau khi mình ướp cái phần thịt này được 30 phút rồi các bạn nhé, bây giờ mình sẽ cho lên chảo nướng để mình nướng ạ. Thì các bạn cho lên chảo nướng nhé, và mình sẽ quết một ít bơ vào đây để chúng ta, hoặc là các bạn có thể quết dầu ăn nhé, tùy theo nhé, bơ hoặc dầu ăn đều được hết ạ. Phần chảo này đã nóng lên rồi, mình sẽ cho phần thịt vào nhé, sườn sụn vào. Đây các bạn, khi mình nướng như thế này là đã được rồi nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình cho ra đĩa là có thể thưởng thức ạ. Các bạn dùng cho mình cái đĩa nhé, và mình trang trí ra đây một ít rau thơm để cho cái đĩa của chúng ta sinh động, và chúng ta cũng có thể ăn cái rau này. Mình sẽ gắp cái miếng sườn sụn này ra các bạn nhé. Nướng mình rất chi là ngon ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã được đĩa sườn sụn nhé, nướng với sụn này ạ, nướng và bắt nước chấm rất chi là ngon như thế này nhé. Với miếng sụn ngon như thế này, các bạn chấm với nước chấm như này nhé. Ngon tuyệt luôn các bạn ạ. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình ạ. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để xem những video mới nhất của mình nhé. Với những món ăn rất chi là dân dã mà lại ngon ạ. Với 500g sụn heo là các bạn có thể có được một đĩa như thế này nhỉ. Rất chi là ngon mà không mất nhiều thời gian của các bạn nhé. Với nước chấm me chua chua ngọt ngọt, rất dễ ăn ạ.